tỉnh Bạc Liêu nằm ở miền Tây Nam Bộ, thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cách thành phố Cần Thơ 120 km. Phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sóc Trăng, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Cà Mau, phía Đông và Đông Nam giáp Biển Đông. Trung tâm tỉnh lỵ là thành phố Bạc Liêu hiện nay với dân số gần 190.000 người. Thành phố Bạc Liêu ngày nay đã trở thành một đô thị hiện đại với nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, xứng tầm với sự hình thành và phát triển của tỉnh Bạc Liêu hơn 200 năm qua. Về mặt lịch sử, Bạc Liêu là vùng đất mới hình thành khoảng trên 200 năm. Do điều kiện đất đai và cấu tạo dân cư buổi đầu, cũng như một số tỉnh miền Tây, dân cư Bạc Liêu đa số là dân siêu tán, nghèo khổ, tha phương cầu thực. Họ định cư rải rác trên các gò đất cao, ven biển hay ven các bờ sông. Theo sử liệu, tên gọi Bạc Liêu là do đọc theo âm tiếng Trung, giọng Triều Châu, là thô léo, có nghĩa là sớm nghèo, làm nghề hạ bạc, tức nghề chài lưới, đánh cá, đi biển. Thô phát âm theo tiếng Hán Việt là bạc, và léo phát âm là liêu. Còn nhiều giả thuyết khác về tên gọi này, nhưng chưa có kết luận khoa học về lịch sử tên gọi Bạc Liêu. Chúng tôi hướng theo giả thuyết này vì vùng ven biển Bạc Liêu xưa vốn được lưu dân người Hoa Minh Hương theo lệnh Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ đến đây khai phá, lập làng từ rất sớm, nên Pô Léo phát âm theo tiếng Hoa nghe hợp lý hơn. Nhiều di tích kiến trúc cổ có niên đại hơn trăm năm nay vẫn còn lưu lại, được nhiều thế hệ sau gìn giữ cẩn thận nên ít bị xâm hại. Chúng tôi đã tìm đến một cái ngôi chùa là được xem là cổ xưa nhất của Bạc Liêu, được gọi là chùa Minh. Nhưng trước mắt thì chưa biết gì về ngôi chùa này cả. Nhưng mà khi bước vào thì chúng tôi đã thấy hai cái cột bằng đá xanh liền lạc đã được tạc hình rồng. Rất là tinh xảo. Theo quan sát kỹ lưỡng thì chúng tôi thấy rõ ràng đây là đá xanh nguyên khối lớn đã được tạo thành hai cái cây cột hình rồng này. Hình rồng là chạm nổi, rất đẹp, và trong đó có cái viên ngọc rồng đã được chạm dính liền ở trong này, không thể lấy ra được. Ngôi chùa được xem là cổ nhất Bạc Liêu, do bà con người Hoa xây dựng ven bờ sông Bạc Liêu từ năm 1865. Tính đến nay đã gần 150 năm. Theo bia ký còn tại chùa, thì lúc đầu là một ngôi miếu nhỏ thuộc làng Vĩnh Hương. Đến năm 1890, miếu được Hội Tương Tế Người Hoa Minh Hương trùng tu lại và đổi tên thành Vĩnh Triều Minh Hội Quán. Đây là nơi sinh hoạt, hội họp, giúp đỡ lẫn nhau của bà con người Hoa Minh Hương. Những gia đình người Hoa siêu tán theo Mạc Cửu vì không phục triều đình nhà Thanh Trung Hoa, nên dẫn quân binh về phương Nam đầu binh với Chúa Nguyễn. Vĩnh Triều Minh Hội Quán thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh và cũng là nơi chiêm bái của đông đảo người Việt, người Khmer, nên họ quen gọi tên dân gian là Chùa Minh. Vì vậy mà đến Bạc Liêu hỏi tên Chùa Minh, nhiều người biết hơn là Vĩnh Triều Hội Quán. Đến năm 1918, Chùa Minh được xây dựng lại hoàn toàn theo kiến trúc cung đình Chùa Minh còn lưu lại như hiện nay. Ban bảo vệ di tích cho biết, Chùa Minh được xây dựng lại trong thời gian 5 năm mới hoàn thành. Thợ chính được mời từ Cố Quốc sang để tạo lại hình ảnh cung đình xưa của thời nhà Minh.
nhiều chi tiết chạm trổ công phu và sắc sảo trên các cột trụ chính và các hoành phi bao lam. Tác phẩm tạc trên nền gỗ quý nên rất bền bỉ cùng thời gian. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta còn có dịp ngắm những tác phẩm chạm gỗ có một không hai này. Còn một dấu ấn sống là minh chứng rõ nét nhất của bà con người Hoa xưa về cư trú và cùng mở mang đất Bạc Liêu. Đó là cây xoài cổ thụ 300 năm tuổi. Không khó để tìm chứng tích sống này. Đến Bạc Liêu, hỏi bất cứ ai cũng biết và chỉ đường cho chúng ta đến thăm cây xoài này. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đi tìm cây xoài 300 năm tuổi. Nghe nói đây là một cây xoài cổ mà lại nằm trong mảnh đất nghĩa trang của người Hoa xưa. Chúng ta thử đi vào xem. Cây xoài cổ cao cỡ tòa nhà 4 tầng, gốc to khoảng 6 người ôm, có hơn 20 cành lớn nhỏ. Cành tán tỏa bóng mát bao quanh chu vi khoảng 300 mét vuông. Chúng tôi đến vào mùa cây xoài đang trổ qua hầu hết các tán lá. Theo người dân địa phương cho biết, ngày xưa trong số người Hoa Minh Hương về đây cư ngụ, có gia đình ông Lý Kỳ Kia Chiêu đã chọn vùng đất này sinh sống. Ngày nay, cháu nhiều đời của ông Lý Kim Chiêu vẫn còn ở gần cây xoài này. Tương truyền, khi họ dùng khu đất này làm nghĩa trang, thì đã có cây xoài này, nên họ giữ lại để che bóng mát. Vì quanh đây không có cây nào như thế. Cũng theo người dân, thì cây xoài này là giống xoài rừng. Trái rất nhiều, nhưng lớn nhất chỉ bằng nắm tay, hột to, ít thịt. Và khi chín vẫn còn khá chua. Đặc biệt là những huyền thoại về sự linh thiêng của thần hổ dưới gốc xoài này lưu truyền qua hàng trăm năm. Nhờ vậy mà cây xoài không bị chặt phá nên sống thọ đến ngày nay. Nếu như so với cây dầu dù mà Khám phá miền Tây đã từng giới thiệu với quý khán giả trong các cái chương trình ở tỉnh Trà Vinh, cây dầu dù có khoảng 700-800 năm tuổi, thì các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng cây xoài cổ này cũng phải có tuổi 300 năm, nhưng mà cây gốc cũng rất lớn, cũng không kém cây dầu dù là mấy. Hiện giờ cây xoài đang cho bông, có lẽ là mùa này trái sẽ rất nhiều. 300 tuổi vẫn chỉ là suy luận của địa phương, tính từ trước khi có lưu dân về đây khai phá. Còn hiện nay chưa có sự khẳng định của các nhà khoa học để tính tuổi cho cây. Tuy nhiên, theo các tiêu chí của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, thì cây xoài này của Bạc Liêu được xếp vào loại cây di sản quốc gia. Hiện nay, cây xoài 300 năm tuổi là địa chỉ khá hấp dẫn du khách. Các ngành hữu quan tỉnh Bạc Liêu quan tâm bảo tồn cây xoài cổ này là việc làm rất có ý nghĩa. Ngoài việc giữ lại nguồn gen quý hiếm, bảo vệ môi trường tự nhiên, mà còn giữ lại một phần dấu ấn của Bạc Liêu xưa, gắn liền với lịch sử khẩn quan của dân tộc, để quảng bá thu hút khách du lịch.
Một điểm di tích nhỏ liên quan đến Bạc Liêu xưa nữa là chiếc đồng hồ mặt trời, hay còn gọi là đồng hồ đá, do nhà bác Vật Lưu Văn Lan làm, tặng cho viên chánh tham điện Bạc Liêu thời bấy giờ. Tức là sử dụng ánh nắng mặt trời để chúng mình xem giờ. Dạ, chúng ta xem giờ. Cái vạch này nè, phải không? Dạ đúng rồi. Như là anh đã nhìn thấy là bên đây là có những vạch số La Mã, đây là có 6 số La Mã, bên đây cũng vậy. Dạ, bên đây cũng vậy. Dạ. Tức là số La Mã này thì ở trên xuống là số nhỏ, còn ở bên kia là dưới lên là số lớn. Dạ, chính xác là vậy anh. Như vậy thì bên này là chắc là chỉ buổi sáng. À, bên đây là chỉ buổi sáng nè anh. Nghĩa là ánh mặt trời sẽ xuyên qua cái tảng đá này. Dạ, khi ánh nắng chiếu xuống thì nó sẽ tạo cái khoảng cách này, là nó sẽ có giữa mảng sáng và mảng tối. À, khi đấy thì nó có một đường kéo dài như thế này. Chính giữa mảng sáng tối ra chính giống như cái kim đồng hồ. Dạ. Nhưng mà có cái tiếc là bữa nay là... Đúng rồi. Bữa nay là... Dạ. Không quay cho khán giả xem được. Dạ. Trời hơi xe dịu cho nên là ánh nắng là dạ. Được nghe một vài tư liệu nói rằng là đây Việt Nam chúng ta chỉ một cái duy nhất thôi, phải không? Dạ, đúng chính xác. Thì còn ở đâu một cái nữa? Dạ, một cái thì đặt tại London ở nước Anh. Dạ, trên thế giới thì mình chỉ có hai cái thôi anh. Xin thông tin với anh. Dạ. Dân thưa quý vị, giai đoạn mà nhà bác Vật Lưu Văn Lan làm chiếc đồng hồ này thì thế giới đã có đồng hồ rồi, đồng hồ chạy bằng cơ. Nhưng mà không hiểu sao ông lại về xứ của mình, ông lại làm đồng hồ bằng đá này, để chủ yếu là theo cái dòng xoay của mặt trời rọi tới đây. Tức là cái sự tính toán của ông về thiên văn rất là hay, để chỉ ra chính xác cái giờ cho ở địa phương Bạc Liêu này. Chỉ là một chiếc đồng hồ nhỏ, chỉ giờ theo ánh sáng mặt trời, nhưng nó được sáng tạo bởi một người Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Đồng hồ đá độc đáo ở điểm không dùng bất kỳ loại máy móc nào, không dùng bất kỳ một thứ kim loại nào và nguồn năng lượng có hạn nào. Chỉ bằng gạch đá và xi măng mà vẫn có thể nhìn vào đó để biết giờ. Mặt chính của đồng hồ hướng về phía đông. Trên mặt đồng hồ kẻ 12 chữ số La Mã, phân định đều nhau. Giữa mặt đồng hồ xây một cái gờ nhô lên, giới hạn ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào các con số. Nói cách khác, điểm tiếp giáp sáng tối đó chính là chiếc kim chỉ giờ. Thăm lại những di tích mang đậm dấu ấn của Bạc Liêu xưa, dù vẫn còn nhiều nơi chúng tôi chưa đến, nhưng cần phải dành thời gian cho điểm nhấn mới của Bạc Liêu thời hiện đại. Chúng tôi tìm đến một nơi mà hàng ngàn năm qua không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ hiện diện nơi vùng biển quê mình, đó là điện gió Bạc Liêu. Theo con đường ra biển Nhà Mát, rồi rẽ trái theo con đê Quốc Phòng, chúng tôi đến với công trình trên biển được xem là lớn nhất Bạc Liêu từ xưa đến nay. Chúng ta đang trên đường ra khu vực đặt rất là nhiều trụ điện gió của Bạc Liêu. Bà con gọi vui ở đây là những cối xe gió trên biển, nhưng mà thật ra đây là những cái công trình trên biển rất là mới của Bạc Liêu và đầu tư rất là nhiều tiền. Hiện nay là điện gió của Bạc Liêu đã hòa vô lưới điện quốc gia. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về những cái nguồn điện này. Không được chứng kiến cảnh thi công và lắp đặt những cánh quạt gió khổng lồ này, nhưng được đi, được ngắm mới thấy sức lao động của con người thật phi thường. Đây là khu bãi biển có lượng gió đều và thường xuyên nhất trong năm. Theo thông số kỹ thuật công bố, mỗi trụ cao hơn 80 mét, chu vi cánh quạt trên 40 mét, khoảng cách mỗi hàng là 500 mét, khoảng cách trụ là 280 mét. Tua bin sử dụng công nghệ mới do tập đoàn GE Mỹ chế tạo. Các tua bin có công suất 1,6 MW mỗi trụ. Mỗi tua bin nặng hơn 210 tấn, được lắp đặt bằng giàn cẩu có sức nâng 600 tấn. Tổng công suất thiết kế khi hoàn thành đạt 99,2 MW, đóng góp cho sản lượng điện của cả nước hơn 320 triệu kWh điện sạch mỗi năm. Hiện tại mới chỉ hoàn thành 10 tua bin gió và đưa vào vận hành phát điện. Giai đoạn 1 đã xong,
10 tu bin gió đã phát điện, đưa 10 triệu kWh qua vào lưới điện quốc gia. Giai đoạn 2 gồm 52 trụ đang xác định vị trí để đổ móng. Hiện nay ngoài 10 trụ điện gió đã hoàn thành, đã hòa vào lưới điện, công trình chúng tôi thấy đang được tiếp tục xây dựng. Hiện nay là đang xây dựng 3 trụ nữa, nhưng mà các anh ở quản lý ở nơi này cho biết là từ đây sẽ dựng dài xuống tới bãi biển Nhà Mát là tổng cộng là 62 trụ tất cả. Sau này nếu mà quý khách đi du lịch, có lẽ chỉ đến khu du lịch Nhà Mát là đã thấy được cột điện gió rồi, không phải chạy lên tới đây cách đây đến 20 cây số như chúng tôi đã lên đây. Không chỉ vậy, dự án nâng lên 300 tu bin điện gió đang được đề nghị thực hiện thêm. Nếu hoàn thành, sẽ nâng công suất lên 480 MW. Như vậy, Bạc Liêu sẽ trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Lúc đó, cơ hội cho Bạc Liêu và cả đồng bằng sông Cửu Long cất cánh là chỉ trong tầm tay.